nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nà, nam mô bổn sư hôm nay chúng ta sẽ đại chúng hôm nay chúng ta học chương 10 lượt lược uh, phật giáo đời nhà tống tuần trước chúng ta nói uh, uh, cái uh, um, trong cái uh, ngũ đại thập quốc uh, rồi cho đến uh, <laughs> ở bắc hán uh, sẽ đang ngó cái bài cũ trang số ba phần tập quốc thì à, bắc hán là nước duy nhất ở phía bắc trong tập quốc do hậu duệ hàn tộc của hậu hán sau đó thì à, kiến lập thì bởi nhà hậu chu xoắn ngôi nhà hậu chu lại bị triệu khuôn dẫn xoắn ngôi kiến lập triều nhật tống là đó là cái khởi nguyên à, của tuần trước chúng ta nói hôm nay chúng ta học à, thì cho lại nói nghe, chi tiết hơn chút xíu nữa nha yeah. À, sư vấn đề cái à, bản đồ của Wikipedia để chúng ta có thể thấy phải không ạ? à chúng ta thấy nhà Đường nè à, nhà Đường là cai trị hoàn toàn à, trong khi à, tức là à, cả đất nước Trung Hoa là ở dưới cái quyền cai trị của à, các vua nhà Đường trong khi à, chia ra ngũ đại thập quốc á, thì à, vẫn có một phần nó không có hẳn là, là, là được các cái chư hầu là, um, cai trị à, chúng ta chẳng hạn chúng coi có bên phía tây tre tây phải chúng ta có nhà lưu này rồi có tây hạ này có nhà kim đó đấy còn bên chỗ ngũ đại thập quốc ấy, tức là miền bắc và miền nam ấy, của Trung Quốc ấy, thì chúng ta có nhà sau ngũ đại thập quốc thì chúng ta có nhà tống rồi à, đến Bắc Tống rồi đến Nam Tống, à, có nghĩa rằng là à, mình có Bắc và Nam nhưng mà phía đông và phía tây à, vẫn còn những cái dân tộc thiểu số à, vẫn tiếp tục chiếm giữ à, tất cả những cái phần đất của Trung Quốc. À. Mà những cái người này là những người mà luôn luôn gây ra chiến tranh, gây ra khó khăn cho toàn thể quý vị thành ra các vua à, của Trung Hoa luôn luôn phải đương đầu với những cái cái nhóm thiểu số này, thành ra họ rất là mệt mỏi phải cử quân đi đánh dẹp rồi nó đánh, tại vì ở xa thành ra nhiều khi mình cử quân mình đến đó thì là quân mình đã quá sức mệt rồi, thành ra cái cơ hội để mà diệt họ cũng khó lắm, mà họ thì ở đất nhà họ thành ra mình đến đánh thì cái phong thổ cũng chưa quen đó, đó là những cái mà chúng ta thấy rất là quan trọng trong cái cái việc của các uh, vua chúa cũng như các tướng lãnh để điều binh khiển tướng để đến đó để đánh dẹp những cái cái loạn lạc này. À, Sư Sửa trang 1 đại chúng ạ, lịch sử nhà Tống khởi nguyên nhà Tống từ võ tướng triệu khuôn dận đời hậu chu nhận ấn tín của nhà hậu chu lên ngôi là vua thái tổ nhà Tống đóng đô ở Biện Kinh hay là Nam Kinh. Nhắc lại thời Ngũ Đại và Thập Quốc Hậu Chu là chỉ đại cuối cùng của Ngũ Đại Quát Uy là đại tướng Dưới thời Hậu Hán Khi vua Hậu Hán mất Quát Uy được quân sĩ ủng hộ Xưng đế năm 951 Ông lập nhà Hậu Chu tức chú Thái Tổ Khi biết Quát Uy xưng đế Thì Hà Đông tiết độ sứ Lưu Sùng cũng tự xưng hoàng đế Lập nên Bắc Hán Và không phục nhà Hậu Chu Vì nhà Hậu Chu xoán ngồi nhà Hậu Hán À, chú Thái Tổ xuất thân nghèo khổ nên biết được nỗi khổ của dân dưới uh, những chính sách bóc lột dân của nhà Hậu Hán. Ông cải cách chính sách cấp đất cho dân miễn các thuế nợ cũ và giảm thuế mới, đồng thời chiêu mộ nhân tài giúp nước và nghiêm trị các quan sức nhập tham nhũng, xử oan cho dân. Ông không có con nên lập cháu là Sài Vinh, đầu tiên là Quách Vinh, kế vị khi ông mất à, vì bệnh năm 951 tức là ông có làm vua được bao nhiêu có ba năm thôi đúng không tức là trừ đó cái người con à, cái cái vị quách vinh đó, à, lên kế ngôi tức là lấy tên là chu thế vinh thế tôn ông là hoàng đế thứ hai của nhà triều hậu chu à, tiếp tục cai trị à, của chu thái tổ ông rất tiết kiệm và yêu cầu các quan tiết kiệm để đỡ gánh nặng cho dân ông nhiều lần cho giảm thuế khiến nông nghiệp phát triển để tăng sức lao động. ông chủ trương diệt Phật giáo bằng cách kiểm tra nghiêm khắc à, tư cách các tăng ni Phật nặng những người à, những người lập miếu. À, tuy ông à, nhầm lập miếu để tu, à, ông phá bỏ chùa, à, cái bản của sư nó hết mực á, thành ra là nó nó nhìn không có rõ. Đại chúng có nhìn rõ không ạ? Dạ yeah. Sư uh, Sư khi nào mà hết mực là sư uh, yeah. Lập tức cái Nhưng mà sư giữ cái quyển ấy này Nên à, lượt sư uh, nhìn không có rõ Ủa oh. <laughs> dư hả? Rồi sau làm sao? <laughs> Đúng rồi à, Đấy Nhìn rất là rõ này đấy. Mình nghĩ là để cho đại chúng có được cái copy tốt còn sư cái copy sơ sơ cũng ok <laughs> không bây giờ được, tôi không đọc được <laughs> ông phá bỏ chùa à, dùng đồng tiền gọi là chu chu nguyên thông bảo ông được sự gia đánh giá là một vị minh quân nhất ở, trong thời ngũ đại ông thân chinh thu phục bắc hán năm đường tấn công hậu thục và bắc phạt quân khiết đan nhà liêu à, đây là những người mà có cái dân tộc thiểu số đây. Tháng 6 năm 1959, Chu Thế Tông mất vì bệnh thọ 38 tuổi. Rất là tội nghiệp à. Mấy ông vua này à, rất là tốt mà lại vắn số. À, vì thế con là Sài Tông mới có 7 tuổi lên ngôi là hậu Chu uh, chú Cung Đế đã bị triệu khuôn giận xoán ngôi lập lên nhà Tống. Yeah. Khi mà con mình quá nhỏ Khi mà cởi vị vua quá nhỏ Thì rất là khó à, Những người lớn hơn là nó sẽ uh, áp đặt, Nó sẽ um, uh, áp lực cho cái người uh, hoàng đế nhỏ này Chú cung đế đã bị triệu khuôn giận, Xoắn ngôi lập nhà Tống Sau khi lên ngôi Thì Tống Thái tổ đem quân bình định khắp nơi Và thường phải đối phó với dân tộc thiểu số Kiết đan ở phương Bắc sau nhờ liên hiệp với dân tộc nữ chân cũng là một dân tộc thiểu số nữa mới diệt được dân tộc khiết Đan. đến đời vua huy tôn và khâm tôn nhà tống lại bị nạt, nhà kim xâm lăng nên hoàng thất tống cao tôn phải chạy về phương nam lấy hàng châu làm kinh đô để chống với nước kim bởi vì thế từ vua cao tông trở về nước gọi à, trở về trước xin lỗi gọi là bắc tống trị vì 167 năm còn Cao Tông trở về sau gọi là Nam Tống chỉ vì được 156 năm. Tổng cộng nhà Tống tồn tại 323 năm. À, sau cùng, nước Kim ở phương Bắc và Nam Tống ở phương Nam đều bị Thành Cát Tư Hãn đánh bại, lập nên nhà nguyên. À, quý vị biết là Thành Cát Tư Hãn, phải không ạ? À, ông này rất là giỏi, đây là người Mông Cổ. À, người Mông Cổ thì sống cuộc đời du mục. Họ sống như những cái nhà lều ấy, hả? À, rồi uh, họ chăn nuôi uh, cứ uh, khi nào mà đất của họ đó uh, mấy cái, cái đồng lúa mà nó, uh, cái, cái đồng cỏ mà nó hết rồi đó họ bứng cái lều lên đi chỗ khác uh, thành ra họ sống uh, uh, rầy đêm ai đó không có sợ không có phải uh, sống một chỗ đó uh. nhà Nguyên với, với nước mình uh, thì rất là có rất nhiều lịch sử đúng không uh, nhà Nguyên bị nước mình đánh te tua hết đó. Uh thành ra nước nguyên đi đến đâu cũng sợ hết đó. nghe đến thần cát tư hãn đúng không là sợ hết hết hồn hết vía nhưng mà chỉ có rất tiếc là đi xuống miền Nam là đụng cái nước nhỏ bé dưới đây là bị thua chặn chạy về mà không phải một lần nhiều lần chạy về nữa thành ra rất là tội nghiệp nè là sư mới nói đó đôi khi cử quân đi đánh xa là rất là nguy hiểm rồi đi xuống đây thì là khí hậu khác nữa rất là khó không có dễ À, Phật giáo dưới đời nhà Tống. À, sau đó đến, à, tuần sau chúng ta sẽ à, học về Phật giáo đời nhà Nguyên. Phật giáo dưới đời nhà Tống, Phật giáo Trung Quốc từ cuối đời nhà Đường qua đến Ngũ Đại đã suy kém. Đến đời nhà Tống được các vương thất ủng hộ nên Phật giáo được phục hưng nhưng không được rỡ như thời dưới đời nhà Tùy và nhà Đường tăng đoàn Phật giáo nhà Tống tuy phát triển hơn hai nhà Tùy và đường về kinh tế Phật giáo cũng mạnh hơn về mặt tinh thần thì kém hơn các tông phái mất tính chất độc lập của mỗi tông và quân hướng dùng hợp đó. À, tí xíu chúng ta thấy có cái điều rất lạ ở cái um, cái thợ Phật giáo dưới đời nhà Tống à, sự hỗ trợ của vương thất nhà Tống cho Phật giáo Phật giáo đời nhà Tống được phục hưng nhờ ngoại hộ tức là giúp đỡ bên ngoài đó hộ là hỗ trợ ngoại là bên ngoài của các vương thất. Vua Nhật Tống khi lên ngôi năm 960, hạ sắc lệnh độ 800 đồng tử xuất gia, mời các dân tăng về cung học đạo và ban cho y áo màu tía. À, gọi cái y đó rất là quý nha, à, cái đó nó kêu là tử y. Phái 157 vị tăng đến Tây Vực Cầu Pháp và khắc Đại Tạng Kinh. À, đây là những cái sắc thái trước đây, à, là mình chỉ có đấy là đi qua bên ấn độ để để mà, mà à, cầu kinh về đem về để dịch thôi à, bây giờ ông vua này rất là tin tưởng thật là không những vậy mà còn những kinh mà đã có rồi đó ông khắc thành đại tặng kinh của trung quốc thì chúng ta thấy là trung quốc từ thế kỷ thứ 10 họ đã có đại tặng kinh rồi trong khi mình thế kỷ 21 mà mình chưa có thật là xấu hổ là sư vẫn ước mong là quý vị sau này khi nào có cái quý vị nghe trên đài sẽ nói trên đài thì quý vị ủng hộ lúc đó sư không có mè nheo quý vị nữa quý vị tự động tại vì sư nghĩ à tất cả mọi người đồng bào Phật tử đều có bổn phận phải làm cái việc này. Thì sư chỉ có là người đốc thúc thôi. Còn tất cả mọi người ai cũng có trách nhiệm hết đối với Phật giáo Việt Nam. Sư một lần nữa sư nói có hai cái khác biệt. Tức là mình đang hỗ trợ cho cái bộ đại tạng kinh của Phật giáo Thống Nhất. Tức là trước 75 ở Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó thì có cái giáo hội Phật giáo lập ra năm 1980 thì họ cũng 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 điều động để mà lập ra cái đại tạng kinh đó là đại tạng kinh của giáo hội Phật giáo mà chúng ta ở đây hay kêu là Phật giáo quốc dân đó. còn cái cái mà bộ chúng ta đang nói chuyện đó đó là của các ngài được uh, <laughs> uh, lãnh đạo bởi hai vị thờ, thần đồng của phật giáo việt nam đó là ngài uh, tuệ sĩ quý vị học ở đây uh, quý vị họ sẽ học được uh, có cơ hội để, để uh, dùng rất nhiều tài liệu của ngài tuệ sĩ ngài tuệ sĩ rất là quý uh, thầy uh, huyền châu uh, thầy huyền châu có một cái rap rất tốt với uh, ngài tuệ sĩ uh, cũng như là ngài um, Chí siêu lê mạnh thát đó, quý vị thấy Ngài Chí Siêu lên mặt Thát mỗi lần mà qua đây những cái lễ lớn của mình, những cái bộ hội thảo chắc chắn là Ngài sẽ tới. Quý vị thấy không? Đó. Thành ra đó là cái vị mà sư nói đó. Sau khi ra tù đó, ông ra một loạt sách đó. Nhớ không? Đó. đó, chính vị đó đó. Có ai như thế không? Mình có đến đây là những cái bộ đầu óc rất là siêu việt. Thành ra hai ngày này đứng để mà chủ trì cái 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 công trình Phật sự này là xin đại chúng nhất định nhất định phải à, phải hỗ trợ nha quý vị thế nào cho nó xong nhất định phải làm cho xong nếu mà mình không làm cho xong mà hai ngày mà nếu mà à, lỡ may à, mà các ngài viên tịch rồi làm sao thấy không hai ngày rất là giỏi à, còn ai vô đây vừa nữa đúng không rất là khó ừ. Rồi, uh, chúng ta đến uh, vua Thái Tôn sau khi thống lãnh. Uh, thống nhất lãnh thổ Trung Quốc từ Nam ra Bắc đã góp phần phục hưng Phật giáo bằng cách độ 17 vạn người vất xuất ra, nhiệt tâm hộ trì công việc phiên dịch, dựng viện dịch kinh và nhà vua soạn bài tân dịch tam tạng, thánh giáo tự. Oh. Tức là tiêu bộ tam tạng, Tam uh, đại tạng kinh đó ông viết cái bài tựa đó để mà khuyến khích để mà xin, uh, khen uh, khen tặng được uh, ca tụng ấy. Uh, ban cho ngài thiên tức tai tên là pháp hiền uh, tức là ngài pháp hiền uh, vua phát tâm thọ giới bồ tát với ngài nghĩa tịnh dựng đạo tràng ở nội điện mời các dân tăng đến để cầu quốc thái dân an Vì vua thứ ba là chân tôn cũng thâm tín phật pháp vua viết bài tựa cho tam tạng thánh giáo tự ban cho ban pháp cho ngài pháp hiền xác dựng cam lộ giới đàn ở Kinh Đô và các châu quận tất cả 72 nơi. Đến năm 2021 thì tổng số tăng ni lên đến 450.000 vị tăng ni. À, có một điều rất là may mắn là chúng ta là Phật giáo Đại Thừa thần ra chưa hề các cái, cái giáo đoàn của Ni chưa hề bị cắt đứt nữa. Thành ra lúc nào mà có giấy đàn thì bao giờ cũng có. trên đi chúng ta cũng có cơ hội để mà thọ nhận cái giấy đàn đó. Điều này không có giống ở bên Nam Tông đúng không ạ? Quý vị nghe rất nhiều lần đúng không? Đó. Các nước Nam Tông chẳng hạn như là Tích à, Lan, à, Thái Lan cũng không có. Nhưng mà sao? Bây giờ thay đổi rồi nha đó. các quý vị. À, nhất may là nhờ à, Phật giáo trong thế kỷ thứ 20, à, qua thế kỷ 21, càng lúc càng lúc rất nhiều người thích à, Phật giáo, à, nhất là khi Phật giáo được truyền um, bá đến các nước Âu Châu, thì à, các cái vị phụ nữ, à, phụ nữ Âu Châu và Tây Phương nói chung à, là họ không có À, không có à, nghe nói là không được mà yên lòng ngồi đó, đó không có đâu à, họ nhất định là phải tìm cách để mà mà làm cho được ha à, không được cách này thì làm cách khác đó thì sư cũng gặp qua quý vị như vậy rất là tốt đó. ngay cả nam tông cũng vậy đó. nam tông hầu như là vị nữ rất là ít đó. họ hầu như là cái, cái 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 truyền thống cái văn hóa của họ như thế họ rất là kính trọng chữ tăng À, thành ra họ rất là hoan hỷ được có một cái um, cái vai trò uh, là người uh, nữ uh, cư sĩ hộ đạo uh. họ chính là cái người chính ở trong cái cái cái, cái uh, quý vị biết là um, đi sớt uh, bát đó, đi đi cúng giường uh, mỗi ngày cho Chư tăng ấy, tăng uh, thì uh, họ chính là cái 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 cái, cái, cái nguồn uh, uh, nguồn uh, tài trợ rất là mạnh mẽ, Sư thấy không có cái chùa nào hầu như là phụ nữ không thôi, rất ít các vị nam tử là ở trong cái chương trình đó, nhưng mà ngược lại không có biết không có suy nghĩ là mình trở thành một vị đầu trò nói vuông, không không có cái đấy, thành ra có đôi khi là mình cũng sư hay thắc mắc tại sao vậy cả, tại sao? mình chỉ có hiểu được là cái này là cái cái văn hóa của họ còn họ đối với họ là họ rất là hoan hỉ với như vậy thì thôi cũng được nếu mà cái đó mình hoan hỷ nếu mà muốn mà không được thì mình sao mình phải hỗ trợ đúng không <laughs> mình đứng ngoài mình mình nói thêm vô <laughs> uhm rồi à, các tông phái phục hưng các tông phái phật giáo được lập lên phát triển dưới đời nhà tùy và nhà đường đến cuối nhà đường hầu hết các tông phái đã suy yếu duy chỉ còn có thiền tông vẫn độc lập phát triển tông thiên thai à, tuy được phục hưng nhưng không mạnh mẽ như thiền tông thiên thai lấy kinh pháp hoa làm chính à, à, thiền tông có năm phái đó là lâm tế quy ngưỡng tào động vân môn và pháp nhãn sau đó là có thêm hai cái nữa à, À, hai cái ấy nữa thì mình kêu là à, ngũ gia và à, à, thất à, thất tông đó quý vị nhớ không ạ, đó. đến đời nhà tống chữ kinh ngưỡng đã tuyệt tích pháp nhãn được lập từ đời ngũ đại đã ngừng phát triển, tào động không thịnh hành còn hai phái lâm tế và vân Môn vẫn tiếp tục phát triển, đó. các vị chúng ta đây thì là thuộc phái lâm tế đúng không? Đó ở ờ, uh, nếu quý vị mà xuất gia ở Hà Nội thì có more likely uh, quý vị sẽ thuộc tạo động để uh, vâng ở Hà Nội là, là phải tạo động rất là mạnh Đó. Vân Môn Tông sư tổ là ngày Văn Yến được truyền đến Trừng Viễn Quang Tổ Tuyết Dậu ừ, Tuyết Đậu Trừng Hiển chùa ở núi Tuyết Đậu thuộc Minh Châu tỉnh Chiết Giang truyền bá Thiền Vân Môn rất hưng thiện ngày trước tác tập tụng cổ bắt tắc về sau Ngài viên ngộ thuộc Lâm Tế Tông Nương vào tập này Bình giải thêm thành bộ Bích Lâm Nhục Bích Nhâm Lục Cái bộ này rất là nổi tiếng à, Hầu như chúng ta đã từng nghe qua đúng không à, Đây là một bộ sách Đã có những cái công án thiền à, Rất là rất là quen thuộc trong cái giới thiền môn Là bộ sách trọng yếu của thiền tông Của 100 bài công án Mà thiền sư Tuyết Đậu đã chọn lựa trong nội điển, ngoại điển và văn sử dùng cho âm, dùng chất âm vận tụng ra chỗ sâu kín của thiền làm tư tưởng những người tham học trong các tổng lâm. Đó. Đó. Trừng, trừng Viễn cùng các bạn đồng môn là Ngài Duyên Mật, sau Duyên Mật là chân Ứng, Hiểu Thông, Khế Trung, Ngài Minh Giáo, Khế Trung, Đại sư và Chủ Linh, ở, ở, thuộc Hàng Châu, trước tác bộ Nguyên Giác Luận và Phụng Giáo phụ giáo biện để giải thích tư tưởng dung hòa trong tam giáo nho đạo và phật ba cái tôn giáo chính quý vị thấy trong cái nhân gian cái những thời điển hình qua những các cái triều đại của nhà của người Trung Hoa đó thì ba cái này luôn luôn bị khó khăn với nhau đó. nhất là nhà nho và đạo giáo đó tức là lão đó, đó họ hay uh, dèm xiểm cho Phật giáo, Phật giáo thì thực sự là mình không có cả cái cái um, ý tưởng để mà uh, uh, khích khích bác những người khác, uh, uh, mình luôn luôn bị uh, cả hai cái tôn giáo kia uh, đàn áp. Uh. Nhưng mà lúc này uh, chúng ta thấy là có cái tư tưởng là hãy sống chung hòa bình với nhau à, kêu là tam giáo đồng nguyên à, hãy hãy sống chung à, để cùng phát triển à, và bộ thiền môn định tổ đồ để định rõ hệ thống pháp mạnh của thiền tông vân môn thiền hành thời Bắc Tống cho đến thời Nam Tống chỉ còn thiền lâm tế được thiền hành rồi chúng ta nói đến lâm tế tông khai tổ là ngày đến truyền um, đến từ uh, tồn tưởng tuệ ngung và Diên Triều đến đời nhà Tống có tín niệm Thiện chiêu và Sở Viên. Ngài Sở Viên sinh hoạt ở đời vua chân tôn và nhân tôn. À, sau ngài Sở Viên có ngài Hoàng Long, Tuệ Nam và Dương Kỳ, Phương Hải. À, ngài Tuệ Nam sáng lập Hoàng Long phái và ngài Phương Hải sáng lập Kỳ Dương phái. Đây là hai phái với năm tông phái ở tiền Trung ở Trung Quốc gọi là ngũ gia thất tông. Đó. À, Dương Kỳ phái. Đó và cái hằng long đó. cái những cái bản đồ trước ấy, truyền thừa chúng ta có nói đến đúng không ạ hôm nay chúng ta học chi tiết hơn ở uh, có Bạch vân thư đoan đến phát diễn ở núi ngũ tổ đến uh, phật quả thiền sư à, uh, ngài cũng có tên là khắc khắc cần à, phật giám thiền sư quý vị có thấy quý vị này đều có chữ phật không ạ à, phật quả phật giám à, và phật nhãn à. thì ba ngày này được gọi là tam phật ngài uh, phật quả khắc cần hiệu là viên ngộ là một dân tăng độc nhất của phái Dương Kỳ ngài Bình Chú Bộ Tụng Cổ bắt Tắc của ngài Tuyết Đậu mà soạn bộ Bích Lam Nhục môn đệ của ngài là Đại Tuệ Tôn Cáo Hồ Kỳ Thiệu Long hoạt động dưới tài nhà Nam Tống phái Dừng Kỳ tồn tại lâu dài nhất. À, có một vài cái tin tức mà nó quan trọng đó, đó, Tại vì sư biết là rất nhiều cái danh từ đó, đó, Thành ra chỗ có nào nhân trọng thì sư sẽ highlight lên đó. More likely là mấy cái đấy nó sẽ ở trong mấy cái câu hỏi của sư đúng không? Đó, thành ra là cái vị để ý đó. Phái Hoàng Long đó, có hai cái đó là dương kỳ và hoàng long đây là hai cái phái mà mình được ép vô để được thành là thất tông cũng có nhiều nhân tài nhưng so với phái dương kỳ vẫn còn kém hơn thiền tông ban đầu không chú trọng văn tự chỉ chú trọng vào pháp thực tiễn tu hành lấy tâm chuyển tâm đến đời nhà tống văn học thiền tông xuất hiện nhiều và ảnh hưởng các ngành khác nên thiền tông đời này gọi là văn tự thiền đó, rất là phổ biến ngay trong cả cái giới văn chương à, cũng ưa thích. À, cái à, tông phái thứ ba đó là Tào Động Tông, ban đầu được phát triển sau nhờ đại giao đời Tào Động, tông trở lại hưng thạnh, kế tiếp là Thiên Đồng Như Tịnh, ngài đem thiền thiền phong của Tào Động truyền cho ngài Đạo Nguyên ở Nhật Bổn à, khi này này nhập tống cầu pháp. À, hồi trước là nhập trúc cầu pháp đúng không? Trúc là thiên trúc ấy, tức là Ấn Độ á. Còn người người Nhật Bổn thì sao? Chạy qua bên nước Trung Hoa à, kêu là nhập tống cầu pháp. Thiên Tai Tông đời ngũ đại tông phái được phục hưng nhờ ngoại hệ của Ngô Việt Vương lại có ngài nghĩa tịnh tần lục ủng hộ. Môn đệ của ngài là nghĩa thông và môn đệ của nghĩa thông là từ từ vân tuân và từ trí trí lễ xin lỗi từ minh trí lễ cũng xỉn dương ngoài ra bạn đồng học của ngài nghĩa tịnh là trí nhân cùng đệ tử là ngộ ân sau đó là nguyên thân trí viên thừa kế đồng góp sức phục hưng thiên thái tông tông thiên thai chia làm hai phái chân biện về giáo nghĩa của tông phái thế thứ nhất là ngài trí lễ và tuân thức đại biểu nhóm nó kêu là sơn gia phái chính truyền thiên Tai thiên thái tông nên mạnh hơn ngài ngộ ân và trí vân đại biểu nhóm kêu là sơn ngoại phái cái kia là sơn gia phái À, chữ à, quan trọng để mình nhìn thấy rất là chữ ra và chữ ngoại Có thế không ạ à, Về sau bị khinh thị nên không phát triển à, Cái à, tông phái thứ năm chúng ta học Đó là luật tông từ như tống quan nam sơn luật tông của Ngài Đạo Tuyên Còn thiền hàn đến đời vua nhân tôn Ngài dẫn kham soạn bộ hội chính ký Để chú thích bộ à, hành sự sao của Ngài Đạo Tuyên Nên nhiều bộ luật khác nữa À, đệ tử của ngài Doãn Khang là Nguyên Chiếu trước à, trước thuật bộ hành sự sao tự Tư Chỉ ký để đối phó với hội chính ký vì thế luật tâm qua hai phái là hội chính tôn và Tư Chỉ tôn cũng xỉn dương luật tông cuối cùng là phái Tư Chỉ còn lưu truyền còn hội chính tông chỉ hoạt động một thời gian ngắn đó. À, tiếp theo đó là tịnh độ tông là quý vị biết à, cái à, phái tịnh độ nó rất là hợp với dân gian à, thành ra ở trong đây chúng ta học mà chúng ta đặc biệt là tới nhà tống nó rất là à, có sự phát triển rất là đặc biệt đến nhà, nhà tống thì tịnh độ pháp môn trở thành phương pháp tu chung cho tất cả các tông quý vị có tưởng tượng không? À, đây là thiền tông cũng phải có nhỉ? Có 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 tịnh độ mật tông cũng có tịnh độ luật tông cũng có tịnh độ à, không? Không chuyên cái tịnh độ nữa Thiền thai, thiền và luật tông đều dùng pháp môn của tịnh độ là thiết yếu. Đặc biệt là thiền thai tông rất hợp với tịnh độ tông. Các ngài thuộc thiền tông soạn các tác phẩm bổ sung tịnh độ giáo nghĩa. Ví dụ như ngài tuân thức soạn bộ vãng sinh tịnh độ sám nguyện nghi, vãng sinh tịnh độ quyết nghi, hành nguyện nhị môn. Ngài chi lễ, chú thích bộ quán kinh sớ của ngài thiên thai và soạn bộ quán kinh diệu tôn sao. Ngài Chí viên trước tác bộ đà Kinh Sớ và Azida Kinh tây tư sao, đó là chúng ta thấy cái cái cái, cái sắc thái rất là đặc biệt của dưới đời nhà tống. Ngài nguyên chiếu thuộc lật tông, mới trên đây là mình nói là thiền, thiền tông và thiên thai. Đến lật tông thì đệ tử của ngài cũng nhiệt tâm. Tu trình độ ngày nguyên chiếu toàn bộ quán kinh Kiến sớ và A di đà Sớ kinh sớ đến à, à, các cái hoạt động chính của à, tịnh độ tông thì thế nào thì họ lập ra những hội niệm phật ngày chi bàn trước tác bộ phật tổ thống kỷ là tổ thứ bảy của tuệ viễn lưu à, quý vị nhớ kỳ trước chữ lưu nó giống như là một cái nhánh vậy đó à, à, thì ngày Diên thọ là tổ thứ năm của thiện đạo lưu À, còn cái cái ngày trí bàn á, thì là là tổ thứ bảy của tuệ viễn lưu Đó. À, cả hai tận lực truyền bá pháp môn tịnh độ nên các hội niệm phật như tổ chức liên xã của ngài tuệ viễn đời long tấn hơn nữa đời nhà tống thì tịnh độ giáo trở thành pháp môn tu hành rất là phổ thông cho các tông phái khác nữa và dân chúng chứ không phải là thuần tí tịnh độ giáo như thời nhà tùy nhà đường bởi thế có nhiều hội niệm phật mở ra ở các chùa ở khắp nơi đây là một cái 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 điều đặc biệt cho cho Phật giáo dưới đời nhà Tống sự nghiệp phiên dịch sự phiên dịch kinh điển từ vua Đức Tôn nhà Đường trở về sau gần 200 năm bị gián đoạn đến đời nhà Tống thì việc dịch kinh được các vua chú trọng trong đời này các tăng từ Ấn Độ hoặc Tây Vực đến Trung Quốc rất đông đáng chú ý là các vị Mạn Thu Sất Lợi và Pháp Thiên người Trung Ấn đến thời dưới thời vua Thái Tôn Ngài thiên tức tai là người nước Kashmir ngài thi hộ là người nước Udiana đến trung quốc thời vua thái tôn ngài pháp hộ và nhật xứng là người trung ấn đến trung quốc thời vua chân tôn tức là mình không có nói chữ tống nhưng mà quý vị cũng biết là trước cái chữ chân tôn thái tôn là có chữ tống đúng không ạ vua đời nào thì họ lấy cái cái cái, cái quốc hiệu của nó là để phía trước Ngài chí, uh, chí Cát Tường đến Trung Quốc thời vua nhân tôn. Đến... Sau khi đến Trung Quốc, các ngài chuyên về phiên dịch tổng cố có 600 quyển, nhưng đều là kinh phụ, các kinh trọng yếu đã được dịch vào đời nhà đường. Đó. À, kinh điển mục lục, vì, uh, kinh in dưới đời nhà Tống được khắc lên bằng gỗ và xếp theo thứ tự, nên có bộ kinh điển mục lục. Cái điển này là rất là quan trọng, đúng không ạ? Tại vì nhờ như thế chúng ta có thể... Um, có được một cái thời gian đó, đó, mình biết là có bao nhiêu kinh đặc lưu hành ở trong ở dân chúng. Sau này, ví dụ như loại lạc à, xảy ra đó, mà kiếm không ra đó, là mình biết, à, có cái quyển đó vẫn còn thiếu. À, tại vì trong cái mục lục này có nè, bây giờ kiếm không ra, đúng không? À, thành ra cái bộ này rất là, cái kinh điển mục lục này rất là quan trọng. Đó. Xuất bản Đại Tăng Kinh, sự nghiệp quan trọng nhất của Phật giáo đời nhà Tống là việc khắc bản mộc ấn hành bộ Đại Tăng Kinh câu này nhất định sư sẽ hỏi đúng không Đó, quan trọng thế này đúng không mặc dù kỹ thuật in ấn có từ đời Nhật Đường là một số kinh điển được ấn hành nhưng chưa được thiện hành đến đời Nhật Tống nhờ sự nhiệt tâm bảo trợ của vua Thái Tổ nên bộ đại tạng kinh đầu tiên của Phật giáo gồm hơn năm nghìn quyển được ấn hành việc này được liệt vào sự nghiệp vĩ đại của ấn loát thế giới được... có ai không quý vị sự nghiệp vĩ đại của ấn loát thế giới có cái bộ kinh nào năm nghìn quyển không quý vị chỉ có kinh phật giáo thôi chứ không không có quyển bên mấy mấy tôn giáo bạn có bao nhiêu quyển quý vị một hay là hai quyển đúng không cứ ước quyển tân ước là hết chuyện đúng không à, còn mình có quá trời luôn à. sự việc này được liệt kê vào sự nghiệp vĩ đại của ấn loát thế giới từ đời nhà vua thái tổ về sau rất nhiều người theo gương đó nên trong đời nhà tấn đã có năm lần khắc ván ấn hành đại tạng kinh. Đó, Đó cái, cái, cái các vua nhà Tống làm được một việc vẻ vang cho à, dân tộc. À, thực sự ra có năm lần nhưng mà không phải là à, chỉ có một bản thôi nha đại chúng, mình có nhiều bản, điển hình đây này, à, mình có thuộc bản này, có Đông Thuyền tự bản này, có Khai Nguyên tự bản này, tự có nghĩa là chùa đấy đại chúng. À, có nghĩa là cái bản của chùa Đông Thuyền, đó. Bản của Chùa Khai Nguyên, đó. Tư Khê Bản, ít Sa Bản, Phả Ninh Tự Bản và Cao Ly Bản. Nếu mà sư nghĩ không lầm, thì cái bản Cao Ly này là cái bản mà à, người à, Nhật Bổn đó, à, họ dùng. Đó. Nhật Bổn là cái nước mà nói về vấn đề à, Phật giáo đó, họ đi sau họ phải chạy qua nước Tống để mà nhập Tống cầu pháp nữa. Đó. nhưng mà bây giờ thì Nhật Bản lại là lại là nhất, đó. tại vì với cái à, trí tìm tòi với lại rất là nghiêm túc các cái cái vị học giả của Nhật Bản đó, tại vậy cái bộ Đại Chánh tân Tu của họ đó là nghiêm chỉnh, à, bây giờ tất cả những người mà mà um, uh, nghiên cứu đó là dùng, tại tại vậy chúng ta cũng dùng cái bản đó khi mà dịch qua cho tiếng Việt mình cũng dùng cái bản của Nhật Bản và nói là cao ly thì sư nghi ngờ đây là cái bộ từ thời đó rồi đây nói lại từng bản một nhé thuộc bản họ in suốt 12 chữ số 12 có nghĩa rằng từ năm 971 cho đến 873 à, xin lỗi 983 tổng cộng là 12 năm Vua Thái Tổ uh, sắc trương tòng tín, khai bản khắc Bộ Đại Tạng Kinh ở Thành Đô thuộc đất Thục. Đến năm chín, uh, 983 đời Vua Thái Tôn, mất 12 năm mới hoàn thành hơn 5.000 quyển. Ấn loát xong thì gửi đi các nơi. Bộ này gọi là Thục Bản, là Bộ Đại Tạng Kinh lịch sử đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Đông thuyền tự bản từ năm 1080 cho đến 1100 lễ tư còn lâu hơn nữa 24 năm lần các bàn đại tượng thứ hai vào năm 1080 cho ở đời vua thần tôn ngài tuệ không đại sư trụ trì chùa đông thuyền ở phúc châu phúc kiến bắt đầu khắc và ván ấn hành và các đệ tử của ngài tiếp tục công việc cho đến 1104 sau 24 năm được hoàn thành đến năm 1112 lại có những bộ tân Chương sớ của Tông Thiên thai Nên Bộ Đại Tạng Kinh gồm có 6.000 quyển Thường được gọi là Đông Thuyền Tự Bản Tức là cái bản của Chùa Đông Thuyền Đó. Khai Nguyên Tự Bản Đó. À, Lại còn lâu hơn nữa à, Từ năm 1112 cho đến 1146 Gồm có 34 năm Quý vị thấy họ trường kỳ làm việc không? Đó. Lần khác, các bản Kinh Đại Tạng thứ ba À, năm 1112 đời vua Huy Tôn có ngài bản ngộ và bản minh bắt đầu khắc ván đại Tần kinh đến năm 1146 đời vua Cao Tông năm Tống thì mới hoàn tất tổng cộng hơn 6.000 quyển bộ này được gọi là khai nguyên tự bản cái chùa tên là khai nguyên à, à, quý vị biết là nhà Tống có một cái lý do mà quý vị, có lẽ là quý vị cũng có thể đoán được đúng không nhà Tống chỉ vì bao nhiêu năm trên 300 năm đó thành ra trong suốt cái thời gian này rất là tốt cho họ để mà có chứ còn mình chỉ vì những hai chục năm thì là đâu có kịp đâu làm gì đâu đúng không à, nhờ trong cái thời gian như vậy à, dù mà họ nói bắt tống năm tống trước đó mình nói đó à, mỗi bên đều chỉ vì trên một trăm năm hết à, thì trong khoảng thời gian đó à, thì Phật giáo được xỉn dương Phật giáo được có những cái chương trình mà có được thời gian để mà kết thúc à tội nghiệp nhất như giống nước mình ấy, mới có, bắt đầu khởi lên cái là đánh nhau mới khởi lên một cái là à, pháp nạn đến liền tư khê bản các bản kinh đại tạng thứ tư vào năm 1132 đời vua cao tông nhà nam tống ngài tịnh phạm và hoài thâm có bắt đầu bắt đầu ở viện viên giác thuyền tại tư khê hồ châu tỉnh chiết giang khác bản kinh đại tạng dưới sự bảo trợ của một hào tộc à, tức một cái cái gia đình á tộc là gia đình hào tức là giàu có à, à, tên là vương vĩnh tòng tại hồ châu tổng số là sáu nghìn quyển được gọi là tư Khê bản sau đó viên giác thuyền đổi tên chùa là tư phúc thuyền Hội tạng đó được khắc thêm tên có tên là tư phúc thuyền tự bản vậy à, cái đó là nhờ như vậy chúng ta có biết là cái thời đó ai làm, rồi à, ở cái chùa chùa nào. À, cái bản tiếp theo là Tích Sa Bản, 79 năm. À, lần các bạn đại tạng kinh thứ năm dưới đời vua Lý Tông Nam Tống năm 1231 thì có Ni Hoàng Đạo ở chùa Diên Khánh. Tại Tích Sa, Giang Tôn đã phát nguyện khắc đại và các đệ tử của Ngài cũng kế tiếp cái sự nghiệp đó. Đến năm 1310, đời vua Võ Tôn Nhà Nguyên mới hoàn tất gồm có 6.362 quyển. Bộ Đại Tạng này đến cuối đời Nhà Nguyên bị thiêu hủy trong chiến tranh nên không biết nội dung của Bộ Đại Tạng gọi là Tích Sa Bản này. Ổn không? Đó. Cái bộ độc nhất mà được uh, các ni làm, thì, ni tên là hoàng đạo làm, bây giờ không còn dấu tích gì cả, uổng dễ sợ. Đến Phản Ninh tự bán, cái chùa tên là Phản Ninh, uh, 16 năm. Lần các bản thứ sáu vào năm 1269, dưới đời vua Đô Tô Nam Tống, khai bản tại chùa Phản Ninh ở Hàng Châu, đến năm 1285, đời Thái tổ nhà Nguyên thì được hoàn tất tức à, là chuyển qua đến cái một cái cái triều đại khác rồi tổng số là sáu nghìn bảy quyển thường được gọi là phản Ninh tự bản à, chúng ta có bảng tiếp tục kia là hoàng pháp tự bản có một cái chùa tên là hoàng pháp à, cái bộ này trong được uh, hoàn tất trong 17 năm lần thứ bản thứ bảy vào năm 1277 đời vua thế tổ nhà nguyên tại chùa hoàng pháp ở bắc kinh hồ bắc đến năm 1290 94 thì hoàn thành tổng số là 7.182 quyển từ gọi là hoang pháp tự bản đến uh, cuối cùng là bản cao ly bản thì từ năm 2011 cho đến 1047 gồm có 36 năm sau khi bộ thuộc bản hoàn tất năm 983 ra đời được ít năm thì có hàn ngạn cung người cao ly cao ly là người nào quý vị hàn quốc à, đúng vậy đến Trung Quốc dưới thời nhà Tống, thịnh bộ này mang về nước. Năm 1011, vua Cao Ly chỉ định ông Thôi Sĩ Thành khai bản khắc đại tạng kinh của nước mình. Đến đời vua Văn Tôn 1047 mới hoàn tất gọi là Sơ Điêu Tạng Bản. Sau đó tăng thống Nghĩa Thiên vào năm 1085 đến nước Tống thu thập rất nhiều kinh điển. Trương Sớ mang về soạn thành quyển Nghĩa Thiên Mục Lục để khắc thêm vào bộ kể trên

tàng kinh à, thành ra, à, chắc chắn là với cái, à, cái 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 bộ cuối cùng này cái bộ cuối cùng được khắc này à, là đã, đã được à, cập nhật thêm những tin tức nữa à. có lẽ vì thế à, thành ra à, được nhật bổn đem về để mà làm để mà mà làm cái bộ của họ và mình để dùng cái bộ của nhật bổn thì cũng là từ bộ này ra theo hòa thượng thích thanh kiểm nhà Tống xuất bản năm lần Đại Tạng Kinh có nghĩa là hai bộ Phản Đến Tự và Hoàng Tháp Tự ba được kể vào đời nhà Nguyên, đời nhà Tống in được năm bộ Đại Tạng Kinh. Đó. Trong bài quá, quá trình hình thành Đại Tạng Kinh hán văn, hòa hòa thượng thích tiện siêu đã giải thích các phương thức khác nhau khi dịch kinh. Đó. Mấy cái này là sư ép thêm nha quý vị. Đó. Tại vì mình cũng rất là thích thú để tìm hiểu Khi mà dịch kinh hay là để uh, 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 soạn cái bộ đại Tạng kinh đó, Thì cái tiến trình nó như thế nào à, um, uh, Nó có nhiều cái, cái cách khác nhau Thứ nhất là cá nhân dịch, tức là kiểu một cái hai người là phiên dịch cái, cái 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 cách thứ hai đó là tập thể dịch rất là nhiều người hả? tổ chức một dịch trường hả? có phải là chỗ đó có bệnh dịch lây lan không quý vị <laughs> lâu lâu phải nói vậy coi chúng ta tình ngủ lên liền hả? gồm có bảy bốn à, hay bảy người trường hợp bốn người thì một người đọc thuộc lòng bồn kinh ra một người sao chép lại thành phản văn một người dịch nghĩa từ phản văn ra hán văn một người sao chép lại thành hán văn trường hợp bảy người một người dịch người tuyên đọc kinh bổn người uh, bút thọ ghi chép phản bản mời so sánh từ ngữ người chứng đối chứng phạm uh, chứng phạm đối chiếu với phản văn một người viết thành hán văn một người chứng nghĩa lo kiểm chứng ý nghĩa và một người kiểm soát tổng quát chắc chắn là cái 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 nhóm bảy người này là cái nhóm là căn bản của tất cả các dịch trường đúng không rất là quan trọng tại vì quý vị sau khi mà đã kết thành bản rồi đó thì rất là khó để mà đổi nó đã phải qua được nhiều cái giai đoạn như thế để make sure cái người này hiểu biết tiếng phạn người này hiểu tiếng hán người này những cái dân những cái cái dân từ những cái cái cái, cái um, sự tích đó, phải dịch cho nó đúng nghĩa à, cái cách thứ ba là dịch ý là lực dịch văn cốt lấy ý ngài Kumala Mà La thập xuất sắc nhất trong lối dịch này à, dịch thẳng tức là dịch sát nguyên bản không thêm không bớt ngài Huyền Trang tiêu biểu cho lối dịch này à, dịch tục lòng các cao tăng từ tây vực Ấn Độ qua Trung Quốc từ thời kỳ đầu tiên ở tây vực của Ấn Độ kinh viết thành văn chưa được phổ biến vì thế quan niệm rằng kinh được trực tiếp truyền miệng giữa thầy và trò quý hơn kinh viết bằng văn tự lý do kinh truyền miệng chính xác và dễ nhớ hẳn trì. do đó các người chuyên học thuộc rồi đem đi truyền bá cho đến khi cần dịch họ không có sẵn nguyên bản trong tay mà chỉ đọc theo ký ức À, vì không có nguyên bản để đối chiếu nên phần nhiều tối nghĩa và dịch không được nhiều có khi đang dịch nửa chừng thì ngưng lại vì người thuộc kinh đã qua đời phải đợi có người khác thuộc kinh mới đến để nói chuyện đây là cái lý do mà vì sao ngài đường tam tạng của chúng ta lên đường đúng không Tại <laughs> vì đọc không hiểu <laughs> tối nghĩa quá à, không hiểu à, dịch nguyên bản có nguyên bản trong tay cứ theo đó dịch ra bây giờ mình phải ép thêm một cái mới nữa nha quý vị cái làm sao computer dịch có à. biết điều đó chứ à. mình có một cái bên ở đây là danh từ <laughs> bên ở đây là à, cái 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 bài kinh của mình ale à. chẳng hạn như nói pháp thì bên đây dịch là là doma nói à, à, tăng đoàn dịch là Sangha. À. phải không quý vị à. bây giờ là computer dịch đó. phải thêm vô đây À, no, thưa với hòa thượng thích thiện siêu con mới và con đề nghị thêm một cái nữa đó là computer dịch <laughs> mà sư không phải nói đùa đâu nha thực sự là như vậy tại vì cái công trình của đại tạng kinh rất là lớn là nó có rất nhiều vị đã đã làm cái điều này rồi không phải là, là sư nói đùa thực sự là có xảy ra các kinh sau khi dịch xong không dễ truyền bá khắp nơi vì kỹ thuật thô sơ nên khó in thành nhiều bản. Nước Trung Quốc rất rộng, thường hay bị chiến tranh nên sự truyền bá kinh điển khó khăn. Kinh điển bị đốt cháy, bị phá hủy. thêm nữa các vị cao tăng xuất phát từ những từ địa phương khác nhau không liên lạc nhau được, nên không biết việc uh, của nhau, khiến các kinh dịch bị trùng lập nhiều lần dưới nhiều tên khác nhau hoặc vì bản đã dịch không đủ để uh, bổ túc thêm, không không đủ để cần bổ túc thêm. Đó, đây là những cái khó khăn à, dĩ nhiên là thời đại của chúng ta đây thì những cái khó khăn này đã được khắc phục hết đúng không mọi người đều ấy nhau hết à, những người mà tổ chức cái này chẳng hạn như à, hai ngày à, thần đồng của chúng ta à, là ngày à, trí siêu lê mạnh Thát và ngày à, tuệ sĩ à, hai ngày à, đều phải à, biết là cái kinh nào chưa dịch cái kênh nào đã dịch có nhiều cái bản khác nhau như vậy đó để mà kiểm duyệt cho nó đúng mà ngay bây giờ đó thì thực sự mình cái, cái bản kinh của mình nó chưa có biết là bao nhiêu mình theo cái hôm mà, mà hòa thượng như điển nó đến chùa của sư đó để mà À, nói chuyện về cái này á, Thì nói một quyển kinh của tiếng Nhật á, Là sẽ đưa qua bốn quyển kinh của mình à, Thì trung à, bình à, Mình có 15 quyển là giống như một lục à, Còn 85 quyển kia là kinh chính à, Thì quý vị lấy 800 Xin lỗi 85 nhìn cho 400 Đúng không? À, thì sẽ ra cái số của mình à, Rồi cái quyển kia thì 15 quyển kia thì có thể là nó nó ít hơn, à, nó ít hơn có thể cho, cho hai quyển đi, á. thì thì nhờ như vậy chúng ta có thể có một cái, cái cái idea là mình sẽ có thành bao nhiêu quyển, nôm na thì mình nghĩ cũng phải trên 300 quyển. đó thành ra sư có nghe một vị tăng của bên Khmer, à, chùa Khmer đó à, họ nói họ mua cái bộ kinh của họ hai nghìn rưỡi. À, bộ đại tăng kinh của họ đó mà dĩ nhiên đại tăng kinh của bên nam tông thì nó ít quyển hơn mình rất nhiều, thì ra có khả năng của bộ mình nếu mà mình thịnh về đó ở, ở nước mỹ thì mình in ra là một ba quyển hôm trước nghe nói là một năm bây giờ thì một ba trăm quyển, đó. thì sẽ biết là ở bắc mỹ ở ở mỹ quốc của mình thì được 330 trăm ba mươi bộ, đó. rồi ở, ở châu âu À, hình như 300 nhá. rồi chỗ Úc à, được 200 rồi và bên à, Canada 100 ra nếu mình chuẩn bị tinh thần à, nếu mà chùa nào muốn ấy, tôi xin kêu cho à, quý ngài để mà mình đặt trước nha Tại vì à, chắc chắn là những người mà à, có cái tâm với lại ấy đó là, thì là suy nghĩ À, có lẽ là uh, sư chưa biết uh, làm thế nào để đưa đến các trường đại học à, chẳng hạn như trong tương lai chùa của mình uh, viện của mình sẽ trở thành một viện đại học nó chắc chắn một bộ sẽ ở đây à, để mà ấy mà mình mà sang trọng thì mình có hai bộ đúng không đâu có sao đâu càng nhiều càng tốt thành uh, ra sư thì uh, rất ước mong uh, để mà cúng dường vào những cái nơi mà có Phật học và có cái 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 phần môn phần môn Phật học á À, chỗ trường của sư học ngày xưa đã có à, có phân khoa Phật học, thì à, nên ở à, Bắc Cali của mình đấy cũng có trường Berkeley nè, trường à, trường học cái gì bên đó nè, à, hmm, không nhớ là à, USF tức là San Francisco University có hay không, For sure là Berkeley có đó thì những cái trường như thế thì chắc chắn là mình sẽ gì ucoa có uh, uci uh, rồi uh, usc uh, mấy cái trường đại học lớn đó uh, sẽ chắc chắn là có uh, chỗ sư uh, gần nhà sư đó trường uh, university of redland cũng có phân khoa phật học đó thì những cái nơi đó là chắc chắn là mình nên uh, gửi về những cái bộ này để cúng dường uh, cho, cho um, uh, cho trường đại học đó để các sinh viên có thể cập cơ hội để dùng nhé. Rồi chúng ta tiếp tục nói đến trạng thái Phật giáo đời nhà Tống. Giáo đoàn Phật giáo qua hai kỳ phế Phật Võ Tông đời đường và Thế Tông đời hậu chu thì giáo đoàn bị suy vi đến đời nhà Tống, giáo đoàn Phật giáo lại mau chóng tăng gia phát triển. Dưới đời Bắc Tống, số tự viện là 40.000 và số tăng tăng ni là khoảng gần 400.000 phải không ạ? dưới đời Nam Tống số tăng ni khoảng 200.000 sau đó có sự làm phát độ điệp nên giáo đoàn tăng lên là một triệu người giúp nền kinh tế Phật giáo được bằng chướng cái này có thể là cũng tốt nhưng mà thực sự cũng có thể là đưa đến cái khó khăn cho Phật giáo kinh tế tử viện tài sản của từ viện gồm những hoa lợi từ ruộng đất của chùa còn những kinh doanh khác là những công đức phần tự lần đầu tiên sư nghe cái phần này có nghĩa là những ngôi chùa do các công vương công quý tộc dựng lên làm mộ địa cho dòng họ chiếm độc quyền sở hữu không có tính chất công cộng à, tức là họ có cái chùa giống như là là nhà tổ của họ vậy đó, đó. người ở chùa được miễn thuế và mọi tạp dịch vì thế nền kinh tế của Phật giáo rất là phát triển ai cũng muốn đi vô hết đúng không nhất là những người mà không có khỏe là mau mau chạy vô đó để à, không có phải à, đi lao dịch. Cấp phái đổ điệp nó đưa ra cái khó khăn, là cái, cái tệ nạn đây. À, khi thiên tế và giáo đoàn được phát triển thì ngân khố triều đình lại rất kém. Tại vì sao? Không phải đóng thuế cả. À, và phải chi tiêu cho chiến tranh. Nên các dân tộc thiểu số như à, khi Đan hay khi Đan là, là dân tộc của liêu đó nước liêu đó và nữ chân là, là nước kim ở phương bắc số tăng ni đông đảo triều đình nghĩ việc cấp phát độ điệp để tăng ngân quỹ thay vì đó thì lấy thuế thân để bây giờ là đánh thuế mấy tăng ni cấp mấy mấy cái mấy cái giấy độ điệp tức là giấy giống như căn cước của của mình đó các chứ tăng ni phải có cái giấy căn cước đó kêu là độ điệp <laughs> nhưng mà độ điệp cho người cấp vì không ghi rõ tên và chức tước nên để chống tên và số người à, người sở hữu độ điệp được miễn thuế và tạp dịch cho triều đình và địa phương nên độ điệp không được dùng để chứng nhận người xuất gia mà thành món hàng mua bán dưới thời đó à, chưa thấy quý vị thấy nó khủng khiếp không nó nó, nó nguy hại cho thì chắc chắn là ông vua mà nhìn ra một cái là sẽ hạ lệnh để mà đàn áp và giáo thôi à người tham địa vị lại dùng cửa chùa làm nơi dung dung thân khiến cho Phật giáo Trung Quốc trở nên tồi tệ. Đến năm 1142 thì vua Cao Tông đình chỉ việc cấp phát đồ điệp để trình đố giáo đoàn. Trước sau thì cũng phải có chuyện này xảy ra. À, thấy nó lồi thôi quá. Phật giáo văn hóa và xã hội văn hóa Phật giáo đời nhà Tống cũng giống nhà đường nhờ giáo đoàn phát triển nên văn học Phật giáo phổ cập những quần chúng văn hóa Phật giáo đời Tống có các ngữ lục tiền tông cả thể trừ trước trước tác có ảnh hưởng đến nền văn học đời nhà Tống cùng lúc có các cái bộ sách như thuyết thoại văn học đường tam tạng thủ kinh thi thoại mục liên nhập địa ngục cố sự à, tức là đi mục liên đi đến đi đến địa ngục để cứu mẹ đó mục liên cứu mẫu thân biến văn phù mẫu ân trọng kinh biến văn là những tác phẩm phổ thông trong xã hội Phật giáo lập các từ từ ấu cục thi thí dược cục dưỡng tế cục để nuôi trẻ em người già cấp phát thuốc và lậu chặt cục để mai táng người nghèo cũng hay quá quý vị à. sự quan hệ giữa Phật giáo và tống nho tức là đạo khổng đó Đời nhà Tống có các danh nho giúp Phật giáo được phục hưng. Các nhà nho học phần nhiều chịu ảnh hưởng Phật giáo. Họ giúp Phật giáo được uh, uh, với các danh tăng, thiền sư nên thông hiểu giáo nghĩa của thiền, kinh hoàng nghiêm, kinh lăng nghiêm, kinh niết bàn và nghiên cứu Phật học không ngừng. Một số đã xuất ra. Tuy vậy, có một số nho gia vẫn bài xích Phật giáo. Tranh luận học thuyết nho thích hơn kém nhau. À, bên Phật giáo cũng có các sa môn và cư sĩ viết bài phản kích cũng như bàn về tư tưởng dung hòa nho và Phật sự quan hệ giữa Phật giáo và đạo giáo đời nhà Tống đạo giáo vẫn thường hành nên thường hiệp lực với nho giáo để đả kích Phật giáo tuy vậy cũng dần dần đi đến chỗ tam giáo đồng nguyên những người thuộc đạo giáo như Vương Khâm Nhã thu thập tài liệu đạo giáo biến thành bộ Bảo Văn Thống Lục gồm bốn nghìn ba trăm năm mươi quyển đời vua Trần tôn Trương Quân Phòng cũng thu nhập 2.500 quyển về về đạo giáo. Đây là những sách làm cơ sở cho đạo tạng. Nếu mình nói là đại tạng kinh của mình thì bên đạo lão cũng có kêu là đạo tạng của đạo giáo. Lã Đồng Tân là khai tổ của toàn chân giáo. Đem hiếu kinh, đạo đức kinh, bất nhã tâm kinh làm giáo nghĩa nêu lên tinh thần dung hòa của tam giáo. Toàn chân giáo cũng có tên là Kim Liên Chấn Tồn đây là cái những cái phát triển ở dưới đời à, ở dưới thời à, các vua nhà Tống để chúng ta thấy à, rất là à, đặc sắc đúng không? À. Hôm nay chúng ta giỏi quá, vừa học hết xong là chú đi đánh chuông liền. Cảm ơn chú. Rồi chúng ta có Xin mời đại chúng. À, bài thi có khó, khó không ạ? À? Oh, 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 cố gắng lên. <laughs>